nó cứ đầy, trả lời xong câu nào đầy câu đó. Thưa thầy, thiền Vipassana cũng trì chú mật tông để tâm bình an và giải nghiệp thì có tội không? Sư hỏi quý vị như thế. Sư lấy ví dụ như thế này nè, một cái lu nước đựng nước uống nha, một cái lu sạch đựng nước uống. Mình chơi, mình đổ nước mắm vô trong đó rồi thì cái lu đó nó còn dùng để đựng nước uống nữa hay không? Hay là bây giờ cái lu đó đang đựng nước uống nha, cái mình tiện tay cái mình chọt tay vô mình rửa tay ở trong đó, như vậy cái nước đó còn uống được hay là không? Hay là cái lu đó cũng đựng nước uống mà mình để nó thấp quá, cái con chó con mèo nó đi ngang qua nó cũng lè lưỡi rồi nó liếm nó uống nước trong đó, rồi quý vị có uống được cái nước đó nữa hay là không? Tại sao vậy? Bởi vì nó không còn thuần nữa, nó không còn thuần nữa. Tương tự như vậy, việc thực hành tứ niệm xứ hoặc Vipassana nó phải được thuần túy nó mới có hiệu quả. Còn khi quý vị cố ý thêm cái này thêm cái kia, trộn lẫn các phương pháp thực hành khác vào, nó sẽ làm cho phương pháp thực hành Vipassana nó không còn thuần túy nữa và nó không còn hiệu quả. Cái chuyện mà cái lưu nước chúng ta chọt tay vô chúng ta rửa xong rồi không uống được như thế nào, thì cái chuyện mà chúng ta áp dụng phương pháp ngoài lề vô Vipassana thì cái Vipassana nó không còn xài được như thế đó. Sư nói đây là bất kỳ phương pháp nào. Cho nên phải cẩn trọng và đặc biệt nên hỏi ý kiến của vị thiền sư tức hoặc là vị hướng dẫn thiền. Vị đó có kinh nghiệm, vị đó sẽ hướng dẫn quý vị một cách chính xác và làm ơn làm phước thực hành theo. Chứ còn mình cố ý mình pha trộn vô thêm á, mình không biết cách, rồi mình làm cho nó bị hư, bị hỏng, rồi mình nói tôi hành thiền không có kết quả. Cho nên á, là tránh cái đó ha.